지금 Vâng,다육식물관에 bây giờ들어가 tôi đã đi vào rồi있는데요. ạ. Có rất nhiều chủng말씀하신 loại ở대로 đây.다양한 Có종류들이 phải tất있죠. cả đều được nghiên여기 cứu ở đây không ạ?이렇게 하나하나 이렇게 조그맣게 다 되어 있는 게 여기 연구소에서 다 개발을 한 건가요? À, vì có rất nhiều chủng loại khác nhau, dù ở viện nghiên cứu cũng phát triển nhiều loại giống, nhưng hầu hết các loại thực vật mọng nước này được mang đến từ nơi sản xuất. 원산지에서 가져온 식물들이 되겠습니다. Vậy thì thời tiết bây giờ vốn dĩ đã rất tốt, nhưng ở trong này quản lý nhiệt độ cũng có vẻ rất cần thiết. Vậy làm thế nào để quản lý cơ sở hay quản lý nhiệt độ vậy ạ? Xương rồng và các loại cây mọng nước nên được giữ ở nhiệt độ không quá 35 độ C. Và ban đêm thì nhiệt độ giảm xuống 15 độ C. Vốn dĩ loài thực vật này sống ở những khu vực giống như sa mạc, nên độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Việc quản lý phải nắm được trọng tâm này. Nhưng những người có thắc mắc giống tôi là làm thế nào để quản lý vào mùa đông? Vào mùa đông, nhiệt độ có thể giảm xuống 10 độ, 5 độ hoặc sâu hơn nữa. Trong trường hợp như vậy thì các loài cây sẽ đi vào trạng thái ngừng hoạt động. Trạng thái ngừng hoạt động là ngừng phát triển về mặt sinh học và có thể so sánh như việc đi ngủ. Trong thời kỳ suy giảm mạnh hoạt động sinh khí này, hầu như không có nước được cung cấp. Và vào mùa hè hoặc mùa đông, việc hầu như không cung cấp nước có thể coi là đặc tính. Không ngờ mùa hè và mùa đông lại khác nhau như vậy. Bây giờ tôi ở đây có rất nhiều loại khác nhau, có thể thấy những loài giống như là lô hội và có cả những loài nhỏ như lòng bàn tay. Vậy những loài này thì phân biệt thế nào ạ? Tôi sẽ giải thích về những loài nhỏ bằng lòng bàn tay trước. Nhìn tổng thể thì những loài này thường bị làm giảm chiều cao và lá bị dính lại với nhau như hiện tượng Rochester. Rochester có hình dạng giống hoa hồng. Lá của chúng được kết nối với nhau để bảo vệ nhau khỏi ánh nắng mặt trời. Trong điều kiện chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, chúng có vai trò quyết định và duy trì nhiệt độ. Vậy thì có thể nói khả năng sinh tồn trong bóng tối của chúng mạnh mẽ không ạ? Những loài thực vật nhỏ thường sinh tồn ở những nơi như khe đá, bởi vì do vóc dáng nhỏ nên việc hấp thụ nước sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vậy ạ? Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi bị thương hoặc là bị bỏng, mẹ tôi thường lấy cây lô hội trị liệu cho tôi. Vậy thì thực vật giống như cây lô hội có thể dùng để chữa trị hay dùng trong sinh hoạt hàng ngày là một điểm mạnh đúng không ạ? Đặc biệt có thể sử dụng thành phần trong lô hội, nhưng tất cả các loài thực vật mọng nước hay xương rồng thì không phải như vậy. Trong lô hội có 3 thành phần có tác dụng làm thực phẩm hoặc làm thuốc. Có thể sử dụng tất cả, nhưng nói chung cần phải chú ý khi sử dụng. 모든 것들을 이용하는 데 있어서는 충분히 주의가 필요한 식물들이라고 할수 있습니다. Nhìn chung các loại cây đều rất đẹp và đáng yêu. Ở đây có loại cây nào anh muốn khoe thì xin hãy giới thiệu một chút ạ. Nói về các chủng loại thì lúc nãy tôi đã nói một chút về thực vật mọng nước rồi. Lá dính sát vào nhau và màu sắc vốn có thể là màu đỏ hoặc màu vàng. Có nhiều màu sắc khác nhau. Nếu nhìn vào bề mặt của nó, sau 100 phút sẽ có một lớp bột mỏng màu trắng phủ phía trên. Có những sợi lông mỏng trên bề mặt giúp chúng bảo vệ mình khỏi ánh nắng. Đó cũng là ưu điểm. Về thời gian duy trì sự sống có thể chia thành 1 năm hoặc 2 năm, nhưng hầu hết các loài thực vật mọng nước đều không chia như vậy. Giống như một cái cây, nó có thể sống đến 100 tuổi và có khả năng sinh sản bằng cách nhổ lá. Nó được coi là một loài cây mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta có thể trồng cây trong nhà như một sở thích để làm đẹp nhà hơn. Nếu giới thiệu những loại cây trong nhà thì có những loại nào ạ? Nếu trồng cây trong nhà thì có thể chọn các loại như Hauwurzia, Gasteria hay Conophyllum. Cây có thể sống trong điều kiện ánh sáng yếu nên có thể thích ứng tốt. Đây là những loại cây thích hợp để nuôi trồng vì nó có thể thích ứng với các hiện tượng như lá bị phai màu hoặc không phát triển nhanh. 색깔이 바래진다거나 하는 현상들이 적은 식물일수록 가정에서 키우기 좋은 식물이라고 할 수 있습니다.